Cũng như bao miền quê khác, khi hoa đào, hoa mận, hoa mai nở rộ, trên các cánh đồng, trà lúa xuân đã bắt đầu ra lá để đón ánh nắng xuân, thì người dân thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà bắt đầu xếp chuyện đồng áng để lo đón Tết. Mùa xuân năm nay, người dân thôn Lộc Nội hết sức phấn khởi bởi những trăn trở suy tư, những đóng góp không kể ngày tháng của họ trong xây dựng nông thôn mới giờ đã đơm hoa kết trái. Lộc Nội giờ đã trở thành miền quê đáng sống. Xã Thạch Xuân có 7 thôn, trong đó Lộc Nội được xếp vào diện khó khăn. Do đó, hành trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở đây cũng đối mặt với không ít thách thức. Thôn có 320 hộ nhưng lại nằm khá rải rác, địa bàn trải dài. Vì vậy, việc bê tông hóa hay nhựa hóa đường giao thông là một thách thức lớn trong huy động sức dân. Quyết tâm xây dựng Lộc Nội thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã thôi thúc mỗi người, mỗi nhà và là ý chí quyết tâm của cả chi bộ và người dân trong thôn. Đường mở đến đâu, người dân sẵn sàng hiến đất, hiến ngày công đến đó. Con em ở xa quê cũng sẵn sàng góp tiền, góp của, gửi về để đóng góp xây dựng. Sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân thôn Lộc Nội đã được đền đáp xứng đáng. Từ cán bộ nhân dân đã làm hết sức và nỗ lực phấn đấu để làm sao để cho nhân dân được là ấm no và hạnh phúc. Và kể từ khi có cái phát triển cái nông thôn mới về và nông thôn mới kiểu mẫu rồi dẫn đến nông thôn mới nâng cao thì nhân dân chúng tôi rất là khởi sắc, đổi mới rất nhiều, từ ý thức, từ việc làm, từ hành động, phải nói rằng là rất đầy đủ. Cho nên tôi rất tự hào cái này, mà không có cái gì hơn bằng một cái sự thật là khi mà người ta đã công nhận rằng đó là những con người dân tư cúc kiểu mẫu thì khi nào mày nông thôn mới kiểu mẫu. Nói chung là vì ngày xưa là đi làm lập nghiệp xa quê, bây giờ về là quê hương thay đổi mới. Thì rất là tự hào vì quê hương là bây giờ là phát triển lên một tầm nông thôn mới. Thì con em xa quê đi về thì đường xá này, nhà cửa này, rồi là tất cả các cảnh quan môi trường, rồi là vườn là rất là đẹp. Chứ so với ngày xưa thì thay đổi rất là nhiều. Thì bọn em là con em ở xa quê về thì cảm thấy rất là tự hào. Tết đến xuân về, trong thôn ai cũng phấn khởi khi đời sống ngày càng được nâng cao. Đường làng ngõ xóm trải rộng, xanh sạch đẹp. Gạo nếp, gạo tẻ không phải đi mua. Gà trong chuồng, rau sạch đầy vườn. Cuộc sống người dân ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ngập tràn trong niềm vui. Xây dựng nông thôn mới thì thực ra mà nói là cũng quá quá trình đã đạt được cái mục tiêu đã được cái là huyện và tỉnh công nhận rồi. Thì chúng tôi đang muốn rằng là cái nông thôn mới không dừng lại tại đây và sẽ quyết tâm làm thế nào mà dần dần là đưa đời sống của nhân dân càng ngày càng đi lên và đạt mọi cái mục tiêu trong cái công tác chỉnh trang cũng như về cái môi trường sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, mọi chủ trương là có như đạt một cái mục tiêu là cao trong đời sống mà của nhân dân đã ổn định. Thôn Lộc Nội xã Thạch Xuân thì là một thôn rộng nhất của xã Thạch Xuân với trên 350 hộ dân, là một thôn địa hình thập trũng, thường xuyên hàng năm thì bị ngập lụt, rất khó khăn trong phát triển kinh tế vườn hộ. Nhưng mà được sự quyết tâm của chi bộ cũng như nhân dân thôn Lộc Nội đã tập trung rất là quyết liệt để hoàn thiện các cái nội dung của khu dân cư kiểu mẫu. Mùa xuân năm nay về trên quê hương Lộc Nội dường như đẹp hơn, tươi mới hơn. Đường làng ngõ xóm rộng thênh thang, nhà nào cũng sạch sẽ, khang trang. Đây chính là động lực để người dân trong thôn tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.